Xin chào mọi người đã quay trở lại với Phong Bóng Chuyền. Lượt trận 3 giải bóng chuyền ở UEFA quốc gia đã diễn ra với những trận đấu hấp dẫn. Và sau đây hãy cùng Phong cập nhật kết quả mới nhất. Trận đấu tâm điểm ở lượt trận này đó chính là trận đấu ở nội dung nữ giữa binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước và Hà Nội. Hai đội bóng đều có những tuyển thủ U20 trong đội hình. Bên phía thông tin đó là Phạm Quỳnh Hương, còn bên phía Hà Nội đó là những Bùi Thị Anh Thảo, Lê Thứ Linh và Phạm Thứ Linh. Tuy nhiên thế trận đã diễn ra hoàn toàn khác. Hà Nội sau trận đấu kéo dài 5 set đấu với VTV Bình Điền Long An trong trận đấu với thông tin, dường như thể lực của đội bóng này đã bị bào mòn đi khá nhiều và Hà Nội đã thất bại nhanh chóng trước thông tin với tỷ số 0-3, tỷ số các set là 8-25, 13-25 và 16-25. Như vậy đây là chiến thắng đầu tiên của binh chủng thông tin ở giải bóng chuyền U23 quốc gia. Và sau chiến thắng này, thông tin đang là ứng cử viên sang giá cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Trận đấu tiếp theo ở nội dung nữ đó là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Đắk Lắk. Với đội nhỉnh hơn, Long An đã có được chiến thắng dễ dàng trước Đắk Lắk với tỷ số 3-0, tỷ số các set là 25-14, 25-21 và 25-7. Long An cũng đã có được hai trận đấu toàn thắng ở giải bóng chuyền U23 quốc gia năm nay. Kết quả những trận đấu còn lại như sau. Ở nội dung của nam, Quảng Nam đã có được chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0, tỷ số các set là 25-18, 25-23 và 25-21. Trận đấu cuối cùng trong ngày đó là trận đấu nội dung nam, Thế Công Tân Cảng đã có được chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 3-0, tỷ số các set là 25-22, 25-20 và 25-16. Ngày 11 tháng 9 diễn ra 4 trận đấu ở nội dung của nữ với những trận đấu đầy hấp dẫn như sau. Vào lúc 14 giờ sẽ là trận đấu giữa Vietinbank và Quảng Ninh. 16 giờ sẽ là trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Dương. 18 giờ sẽ là trận đấu giữa Hóa chất Đức Giao Lào Cai và VTV Bình Điền Long An. Và vào lúc 20 giờ sẽ là trận đấu giữa binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước và Đắk Lắk. Trong đó trận đấu tâm điểm trong ngày hôm nay chính là trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giao Lào Cai. Hai đội bóng đều có những vận động viên xuất sắc trong đội hình. Bên phía Hóa chất Đức Giao Lào Cai đó là những Hoàng Hoạnh, Kiều Anh. Còn bên phía VTV Bình Điền Long An đó là những Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Lan Vi, Lê Như Anh, Nữ Thị Phương, Phan Khánh Vi. Tất cả những trận đấu này sẽ được trực tiếp trên truyền hình VTV Cup. Mọi người nhớ lịch thi đấu để cổ vũ cho mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.